Xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài học về sách Efeso. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc với nhau ở trong Efeso đoạn 4 câu thứ 11. Tôi xin phép được đọc ở đây. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến một câu kinh thánh Sứ đồ Phaolô trình bày cho hội thánh Chúa ở tại Ephesus một chân lý đó rằng hội thánh hiệp một với nhau nhưng lại được ban cho nhiều ân tứ có nghĩa rằng mỗi người giữ một chức phận ở trong mỗi công việc khác nhau nhưng tất cả phải đứng chung với nhau để phát triển hội thánh ở đây chúng ta sẽ thắc mắc là tại sao sứ đồ Phaolô chỉ trình bày một vài ân tứ ở tại đây tại vì cớ ông muốn trình bày không phải dùng ý của sứ đồ phao lô viết bức thư efeso ông muốn hội thánh hiểu rõ về ân tứ nhưng ông muốn trình bày sự đa dạng của những vị trí khác nhau ở trong hội thánh để họ hiểu được rằng ai ban ân tứ và đấng đó là đấng như thế nào và những người nhận ân tứ phải hiểu rõ về giá trị của ân tứ đó chứ không phải sứ đồ phao lô viết đầy đủ tất cả những ân tứ cho hội thánh chúa ở tại efeso nên chúng ta suy nghĩ ở đây câu kinh thánh này. Sư đồ phaolô lô nói với hội thánh chúa ở tại Efeso nói rằng đấng ban ân tứ là ai thưa quý vị. Ông đã nói ấy chính ngài đã cho người này làm, đã cho người kia làm. Như vậy đấng ban ân tứ ở đây chính là đấng christ chính là Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta được hiệp ở trong thân thể của Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh, và như phần trên của đoạn 4, sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta có một cha. Nhưng Chúa Giêsu ban cho chúng ta nhiều ân tứ khác nhau, nhiều khả năng khác nhau để chúng ta làm mọi công tác ở trong nhà Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hiệp một với nhau ở trong thân thể Ngài. Đó là điều mà chúng ta cần nhớ. Và ai ban ân tứ cho chúng ta? Chính Chúa Giêsu. xu đây là điều dạy dỗ tôi và quý vị rất nhiều vì nhiều khi chúng ta phục vụ chúa ở trong hội thánh vì cớ chúa thấy chúng ta cần những khả năng những ân tứ đó để phục vụ ngài và chúa ban cho chúng ta điều đó nhưng khi chúng ta có được chúng ta lại nghĩ rằng ôi nhờ tôi nhờ tôi giỏi nhờ tôi biết cách trang bị nhờ tôi biết cách chuẩn bị nên tôi mới có được những điều đó nhưng chúng ta cần nhớ Sư Đồ Khổ Lô nói rất rõ ở tại đây. Ấy chính Ngài đã cho. Chúa là đấng ban ân tứ cho chúng ta. Và Sư Đồ Phổ Lô trình bày cho chúng ta sự đa dạng với mục đích là như thế nào quý vị? Để cho chúng ta có cái nhìn rằng hội thánh của Chúa để có thể phát triển thì cần nhiều ân tứ khác nhau không phải chỉ chú trọng ân tứ này mà bỏ qua ân tứ khác. Nhưng tất cả đều có giá trị, tất cả đều đem đến sự phát triển cho hội thánh của Chúa. Cho nên mỗi chúng ta cần biết rằng mình đã nhận được ân tứ nào và hãy phục vụ hết mình ở trong khả năng và ân tứ Chúa ban cho mình. Ở đây sứ đồ follow trình bày cho chúng ta có những ân tứ rất căn bản ở tại đây. Ông nói rằng Chúa cho người này làm sứ đồ. Hai ân tứ đầu tiên nói về sứ đồ và tiên tri ở đây. Vì cớ tại sao sứ đồ Phaolô nhắc điều này? Vì đây là những điều rất nền tảng cho hội thánh của Chúa. Vì các sứ đồ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa Giêsu trong sự trao phó của Ngài trước khi Ngài thăng thiên, nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về sự truyền đạt lời của Ngài, chân lý sự sống của Chúa để nhiều người có thể hiểu được và trở lại tin nhận Ngài. Và họ bày tỏ phương cách cứu rỗi của Đấng Christ ra cho nhiều người. Cho nên đây là ân tứ rất nền tảng của hội thánh đầu tiên. Như chúng ta cũng biết, qua thời đại các sứ đồ thì ân tứ này cũng chấm dứt. Ân tứ tiên tri ở đây đó là nói cho chúng ta hiểu về những điều Chúa Giêsu đã nói qua những sự điều khiển của Đức Thánh Linh. Vì cớ Chúa Thánh Linh, Chúa Giêsu đã nói về Đức Thánh Linh như vậy rằng khi Ngài đến sẽ giúp cho các ngươi nhớ lại những điều ta đã nói. Và những người có ân tứ tiên tri không phải nói trước những điều mà Chúa Giêsu chưa nói. Tại vì Chúa Giêsu đã nói trọn vẹn rồi nhưng sẽ giải bày một cách rõ ràng cho những người khác. Cho nên sứ đồ lô gộp ân tứ này vào ân tứ nền tảng cho hội thánh đầu tiên. Tại vì trong hoàn cảnh của hội thánh đầu tiên đó, lời của Chúa chưa được trọn vẹn. Vì các sách ở trong Tân Ước chưa được viết một cách trọn vẹn. Cho nên rất cần ân tứ sứ đồ và ân tứ tiên tri. Tuy nhiên, sau khi lời đức chúa trời được hoàn tất thì đức thánh linh không ban ân tứ sứ đồ và ân tứ nói tiên tri cho bất kỳ một ai nữa vì cớ rằng tất cả mọi điều đã hoàn chỉnh và bây giờ chúng ta có lời của chúa và những gì cần biết và chúa đã nói cho chúng ta trọn vẹn ở trong lời của ngài rồi và chúng ta thấy ở đây có nhóm ân tứ thứ hai đó rằng ân tứ làm thầy giảng tin lành. Từ ngữ này bày tỏ là một sứ giả của tin lành. sứ đồ phaolô nhấn mạnh đến những con người chịu ra đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh để có thể giảng tin lành ở tại đó. Đó là hình ảnh của chính ông. Vì cớ chúng ta biết rằng sứ đồ phaolô đã tin nguyện để là người ra đi đem tin lành của Chúa đến khắp cả vùng tiểu Á rồi mang tin lành đó đến Âu Châu. Cho nên cần lắm của những con người có một tấm lòng nặng lòng với việc rao giảng phúc âm, sẵn sàng đón nhận những khó khăn trong sự rao giảng phúc âm, để đem tin lành đến cho nhiều nơi, nhiều bộ tộc, nhiều vùng chưa biết đến Chúa. Đó là những người có ân tứ làm thầy giảng tin lành. Và nhóm ân tứ thứ ba, sứ đồ Phaolô liệt kê ở đây đó là mục sư và giáo sư. Từ ngữ mục sư có ý nghĩa rằng đó là những người chăn chiên. Nói đến đây là những người quản trị mà Chúa đặt để ở trong hội thánh của Ngài. Và từ ngữ giáo sư mà Chúa đồ Phao-lô dùng ở đây bổ nghĩa cho chữ mục sư, nói đến cái trách nhiệm giảng dạy để nuôi bầy chiên, chăm sóc bầy chiên để bầy chiên được khỏe mạnh. Chúng ta nhớ điều này có điều giống với sứ mạng mà Chúa nói với sứ đồ Phi-a-rơ phải không quý vị? Ở trong tính hình Giăng đoạn 21, khi Chúa nói rằng hãy chăn chiên ta, trong ba lần Chúa Giêsu nói ở đó thì có hai ý nghĩa Chúa Giêsu dùng trong cái chữ chăn chiên đó. Một là bảo vệ chiên và hai là nuôi chiên. Thì chữ mục sư và giáo sư cũng bao gồm hai ý nghĩa đó. Đây là những ân tứ đem đến sự phát triển cho hội thánh. Vì bên cạnh các sứ đồ là nền tảng của hội thánh, họ cần có những người chịu ra đi để phát triển phúc âm của Chúa và cũng cần có những người sẵn sàng nuôi chiên, sẵn sàng chu toàn trách nhiệm ở trong vị trí là một người quản lý để giữ bài và nuôi bài. Sứ đồ Phaolô nói điều này để làm gì quý vị? Vì cớ chúng ta nhớ bối cảnh của Eveso Đó rằng một hội thánh đang có một sự phân hóa giữa người Do Thái và người ngoại bang tin Chúa Nhưng họ cần biết rằng các sứ đồ đã đem chân lý đến cho họ Thay vì họ phải ra đi Thay vì họ phải phục vụ Thay vì họ phải làm cho bày chiên ở tại Eveso trưởng thành, phát triển thì họ đang làm cho bài chiên đó bị tổn thương. sứ đồ Lô nhắc lại về những người đã nhận những ân tứ này ở tại Ê-phê-sô phải làm cho tròn những trách nhiệm đó. Tôi và quý vị khi mà đọc câu kinh thánh này, có lẽ quý vị nói rằng, ôi tôi không phải là mục sư, tôi không phải là sứ đồ, không phải là tiên tri, tôi cũng không phải là giáo sư hay là thầy giảng tin lành. Tôi là người phục vụ ở trong hội thánh ở trong những mảng khác vân vân nhưng chúng ta biết rằng qua câu kinh thánh này sứ đồ phaolô muốn nhắc với chúng ta ngày hôm nay dù chúng ta là ai chúng ta nhận những ân tứ ở trước mặt chúa với điều chúa mong muốn là chúng ta làm trọn vẹn ở trước mặt ngài chúng ta phải làm trọn vẹn để đem lại sự gây dựng cho hội thánh của chúa đừng ai trong chúng ta tắc trách Đừng ai trong chúng ta chảnh mạng Đừng ai trong chúng ta lười biếng Như chúng ta hãy mạnh mẽ Chúng ta hãy siêng năng Để làm trọn vẹn những điều Chúa đã trao phó cho chúng ta Xin lời Chúa ngày hôm nay Khích lệ tôi và quý vị Chúng ta cùng cầu nguyện cho bài học ngày hôm nay Lạy Chúa Chúng con cảm tạ ơn Ngài Vì chúng con biết rằng Dù chúng con là ai Chúng con đang sở hữu những khả năng Tốt đẹp nào ở trong nhà Đức Chúa Trời nhưng chúng con đều biết nó đến bởi sự ban cho của ngài không phải bởi chúng con không phải vì chúng con nhưng chúa yêu thương và trao điều đó cho chúng con xin chúa cho chúng con trân quý những điều đó chúng con cung kính phục vụ chúa và hạ mình khiêm nhường đón nhận những ân tứ chúa ban cho để làm ích lợi cho công tác của chúa công tác phát triển nhà của ngài xin chúa cho chúng con chu toàn trách nhiệm một cách trọn vẹn dù chúng con là ai đang làm gì để phát triển nhà Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con ý thức được trách nhiệm mà Chúa mong muốn nơi mỗi cuộc đời của chúng con để phát triển nhà của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân Chúa Giêsu Christ. Amen. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.